khả năng điều chỉnh, ít nhất là điều chỉnh ngắn hạn là rất là lớn. Bởi vậy nên đối với những nhà đầu tư nào mà có ý định mua vàng chỉ để lướt sóng thì theo tôi thấy là không nên mua. Và bởi vì là tôi cũng chưa nhìn thấy những nhà đầu tư ngắn hạn nào mà lướt sóng mà để có thể kiếm lợi được, vì khi mà cái biên độ trên lệch của giá vàng hiện nay là đang ở mức rất là cao. Như chúng ta cũng biết là ngay cả vàng SJC là thương hiệu vàng quốc gia thì cái mức trên lệch cũng đã lên tới cả hàng triệu. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù giá vàng biến động mạnh thời gian qua, nhưng giao dịch thực sự không quá đáng lo ngại. Nhà đầu tư nói chung vẫn có tâm lý thận trọng trước diễn biến của giá vàng. Tính trong tháng 7 vừa qua, giao dịch tín chung từ các tổ chức tín dụng và các công ty vàng còn giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi xác định rằng là chưa có phát hiện được tình trạng đầu cơ, tình trạng lạm giá. Cái thứ hai đó là nó diễn biến là theo đúng với cầu của thị trường thế giới. Và có thể khẳng định rằng nếu mà có những cái giả thưởng hay là có những cái dấu hiệu gì bất bình thường trong cái hoạt động của thị trường vàng, thì ngân hàng nhà nước chúng tôi có đủ một lần, có đủ những cái cơ sở để chúng tôi có thể can thiệp và bình ổn thị trường khi cần thiết.